Đức xin chào cả nhà, được sự cho phép của chị cô Trần để chia sẻ về cái con đường mình đến duyên với Oriflame ạ. Đức tên là Minh Đức, mình là ở tỉnh Hà Giang ạ. Mình các bạn ở đây ở Hà Giang không ạ? Có. Vâng, mình đến từ Hà Giang và trước khi bước vào chân vào Sài Gòn thì mình đến từ thành phố Hà Nội và mình vào đây là tháng Đức là trước là học và trước ngày của Đức là học về kỹ sư nông lâm và mình học ra trường cũng đi làm nhà nước được 6 năm, nhưng mà đến tháng 6 năm 2007 Đức lại một lần nữa Đức từ bỏ công việc chính, Đức vào trong Nam làm một phòng kỹ thuật cho một công ty gạch men phương Nam ở Đồng Nai ạ. Nhưng mà sau thời gian đấy mình cảm thấy là cái làm một cái làm công ăn lương ấy thì cái công việc của mình nó không được so với sức công mình bỏ ra thì không được trả xứng đáng, nên là mình một lần tình cờ Đức là một người chơi game, mình có thể chơi Facebook rất là muộn và có thể là chơi từ 12 đến 1 giờ đêm các bạn ạ. Nên là một lần vô tình đến với Ori là thấy bài đăng của bảo trợ cấp cao mình vừa hình anh đăng khoa đấy ạ. Là hôm đấy mình lướt ghép thì thấy bài đăng của anh Hải là bảo trợ hình anh đăng khoa của mình bây giờ ấy là có thu nhập là trên 200 triệu. Thì mình không có tin, lúc đầu mình vào đây chỉ cần chắc ở đây lừa đảo mà mình không có tin. Nên là mình cứ thế, không biết là với anh viên VOD như thế nào. Mà cứ thế 3 ngày trôi qua và cái bài đăng đấy cứ trôi qua Facebook của mình. Và mình quyết định mình tìm hiểu và lúc đầu mình tìm hiểu ấy thì mình đã tin cho Hình Anh là đăng, đấy thì tôi đăng khoa nhưng mà không có trả lời. Mình bảo đây không phải công việc, không phải người thật việc thật nên là mình không có tin, nhưng mà được 3 ngày hôm sau được bảo trợ Hình Anh nhắn tin trực tiếp cho Đức, nên là mô tả về bức tranh công việc và nói về cơ hội ở Ori. Nhưng mà mình nghĩ là bản thân mình là nam, mình không bán được mỹ phẩm và mình quyết định mình không làm. Nhưng mà được đăng khoa để chia sẻ về dòng keo nét ấy, thì mình đang nói thật với các bạn ở đây là Đức là trước đây Đức bị yếu thận, nên là được bảo trợ của mình là bây giờ đăng khoa chia sẻ về dòng keo nét thì mình lúc đầu mình chỉ mua thử thôi, mua về cái dòng sản phẩm mình xài thử xong mà mình trải nghiệm được hai cái bộ combo đấy. Mình đăng ký bán số thứ nguyên là tháng 1 và tháng 2 nhưng mà 2 tháng mình không có làm. Và bắt đầu đến tháng 3 thì đến tháng Tết các bạn biết rồi đúng không ạ? Tháng rằm là tháng thì cái tháng đây là tháng ăn chơi mình không có làm. Nên là được 3 tháng mình cứ dùng như vậy, mình cảm thấy cái bệnh tật mình nó đi xuống và mình cảm thấy là bản thân mình khỏe. Cho dù mình đi thức muộn làm công ty các bạn biết rồi đúng không ạ? Đi tăng ca. Đến có hôm mình thì làm ở phòng kỹ thuật, đi giám sát về kỹ thuật ở các tỉnh, 16 tỉnh miền Tây là Đức đi hết ạ. Từ đây đến Cà Mau và từ Lâm Đồng, từ đây là Đức tỉnh nào Đức đi rồi, bởi vì phải làm phòng kỹ thuật thì đi rất là nhiều. Nên là mình về cảm giác mình không có mệt mỏi và tối trước khi mình đi ngủ một có khi là 12 giờ, 1 giờ đêm mới đến phòng. Mà mình đi ngủ sáng sớm mình dậy rất là sớm, sáng 6 giờ mình phải dậy chuẩn bị 7 giờ mình đi làm. Nên là mình cảm thấy là cái đây là một sản phẩm rất là tốt, nên là đến bắt đầu đến tháng 4 ấy. Đến cuối tháng 3 thì mình bảo là đây là một cơ hội, tại sao mọi người vừa dùng sản phẩm và mọi người vừa kiếm được tiền 10 triệu, 20 triệu như bảo trợ cấp cao mình hình anh đăng khoa, người ta kiếm được hơn 100 triệu một tháng, tại sao mình không có làm? Và mình quyết định tìm hiểu và tháng 4 ấy, thì mình quyết định tìm hiểu và mình cũng đi tuyển dụng. Các bạn ở đây, tất cả mọi người ở đây ai cũng trải qua các giai đoạn đấy, tuyển dụng không được vào ai nữa. Bởi vì mình chưa biết chia sẻ bức tranh công việc, mình chưa hiểu được bức tranh công việc của Ori là gì, nên là mình đi tuyển dụng, tuyển 10 người, rớt cả 10 người, tuyển 100 người, rớt cả 5 người. Các bạn có tin không ạ? Và tháng đấy mình chia sẻ với bạn bè, nói thật với các bạn, hiện tại công việc bây giờ hoàn toàn là tuyển online. Các bạn có tin không ạ? Các bạn muốn mình chia sẻ về tuyển online một chút, về cái cách mình gieo không ạ? Các bạn muốn nghe cho mình chàng có tay được không ạ? Và mình cuối tháng 3, bắt đầu từ 10 tháng 3 mình đi tuyển online thì trước tiên mình xây dựng hình ảnh. Mình Đức đã phải mất bắt đầu từ cuối tháng 2 mới quyết định tìm hiểu công việc này. Đức đi xây dựng trang cá nhân của mình, xem mà những cái leader đi trước và các anh chị thành công ấy là người ta xây dựng như thế nào thì mình bắt đầu đi xây dựng trang Facebook của mình. Và mình đi lấy hình ảnh, sau đó mình đi tuyển online và mình video. Một tháng sau Đức lên 9%, Đức đi tuyển online và bây giờ có một chân chính là ở Bình Dương, chân thứ hai là ở ngoài Bắc Hạn, bây giờ cũng vào trong Nam.
và chân thứ ba ở ngoài Hà Nội, bây giờ cũng vào trong Nam rồi. Và mình chân một mình là ở Bình Dương, tháng này cũng nghỉ công việc chính vào trong Nam, cả ba chân chính mình đều vào đây và hoàn toàn là online. Nên công việc này mình chỉ muốn nói với các bạn là mình phải đi gieo thì mình mới gạt. Có những người kiểu mối quan hệ phát triển rất là nhanh, nhưng mà đối với Đức phải mất 4 tháng, nhưng mà tháng 4 Đức lên 9%, nhưng mà Đức đã lên tháng 3 lên 9%, tháng 4 lên 12%. Nhưng cảm thấy tốc độ Đức đi rất là chậm, mà trong khi đó Oriflame có cung thức và phương pháp cho mình làm theo, tại sao mình đi chậm như vậy. Và Đức quyết định một lần nữa, Đức viết đơn xin nghỉ công việc chính và nghỉ một phòng kỹ thuật lương cũng 6 đến 7 triệu và tiền ở công tác phí Đức cũng lĩnh được 8 đến 9 triệu một tháng. So với công việc trước Đức đi làm cả nước được 4 đến 5 triệu, mình cảm thấy mình thỏa mãn rồi đó. Nên là sau khi mình biết đến Uri và mình biết đây là một cơ hội, và mình lên công ty hôm tuyên dương chức danh 9%, mình lên đến công ty nhìn thấy bảng thành công của Uri và các nước thang thành công ở Uri ấy, thì mình thấy đây là một cơ hội cho mình phát triển. Đây là một công việc đúng cái thực sự theo mong muốn của Đức. Cái thứ nhất, thời gian hoàn toàn tự do, không có đầu tư vốn, và tại sao mình không có làm. Nên là mình đã quyết định mà lên 12%, mình quyết định nghỉ công việc chính và mình lên công ty tháng cuối tháng 4, viết đơn là phải một tháng sau đúng không ạ? Một tháng sau công ty quyết định với mình mới được nghỉ, và bắt đầu đầu tháng 5 lên công ty là tháng đấy lên được 15%. Và mình luôn nghe theo lời bảo trợ và làm theo cái bảo trợ và làm theo công thức và phương pháp mình đã có sẵn đấy. Nên là tháng 6 Đức chốt danh 21% ạ. Thì các bạn cũng muốn nghe cái câu chuyện mà bởi vì mình thì làm tháng thứ hai mình đã trải nghiệm qua cho bản thân rồi, và đến tháng thứ ba Đức không có tiền lương. Các bạn nghĩ xem ạ, mình từ ngoài Hà Nội vào đây lương chỉ có 6 đến 7 triệu một tháng, tiền là trọ, tiền xăng xe, tiền đi lại, một tháng không dư được bao nhiêu. Nếu mà chốt thêu bộ theo thêm một bộ combo nữa thì cuộc sống nếu mà cứ 3 tháng như vậy không có lương thì mình phải làm sao ạ? Nếu các bạn muốn nghe câu chuyện mình trong vòng 30 phút bán đủ bộ combo ở Đồng Nai, ngày 30 tháng 4 ở Đồng Nai, các bạn muốn nghe thì cho một tràng pháo tay ạ. Và các bạn nam ở đây mình xin là ai là bạn nam ở đây, các bạn có thể hô to lên được không ạ? Bởi vì Đức là nam, Đức cần động lực từ các bạn nam. Các bạn nam đâu ạ? Đưa cái tay lên Đức không ạ? Mình phải mạnh mẽ lên. Mình là đàn ông, tất cả ở đây đều hùng hoa đẹp, tất cả các chị em phụ nữ ở đây, tất cả mình là nam, tại sao mình không chịu ngồi lên trước đây ạ? Bởi vì mình đàn ông, mình phải ăn to nói lớn đúng không ạ? Nên là mình thấy các bạn nam ở trong công việc này, bạn hãy thể hiện chính bản thân mình đi. Mình kiếm tiền bằng thật, bằng mồ hôi sức công sức của mình, không có gì phải ngại đúng không ạ? Nên là mình lần sau các bạn nam, mình hy vọng những buổi tuyên dương này mình thấy các bạn nam mình phải ngồi lên trên này, làm sao cho chị em phụ nữ, mình là phái mạnh vì phải cho phụ nữ là thấy mình làm được trong công việc này. Mình vào đây, Đức vào đây không phải là vào đây bán hàng, Đức vào đến Uri là cơ hội. Và Đức chia sẻ một chút về cái chia sẻ một chút. Đức khẳng định là cái đây là bí quyết riêng của Đức về bán combo đúng không ạ? Hôm đấy là mình ở xa từ ngoài vào đây, mình không có mối quan hệ gì cả. Và cái hôm đấy là mình một buổi sáng mình xin nghỉ, và hôm đấy mình bật đạt cái bộ combo rồi thì mình hết tiền vì mà chốt đơn hàng tháng sau ấy. Nên là mình quyết định xin nghỉ một hôm và cho một bộ combo vào trong ba lô. Một buổi sáng mình bắt đầu bước chân ra khỏi phòng trọ đó, mình ra công viên 30 tháng 4 và bước đi xe máy đi lòng vòng xong rồi đi làm sao bán được bộ combo mà đi tư vấn. Thứ nhất là tư vấn cho bà bán nước không có đường này, cái thứ hai là cái bà bánh trái trộn không có được, và cái thứ ba Đức đi vòng vòng thấy một quán ăn đúng không ạ? Đến lúc đấy cũng là từ 8 giờ sáng rồi, Đức đói, Đức tạt vào một quán ăn mà ăn một bát bún ấy, mà bát gọi là bát bún ấy, trong này và bánh lèo, không biết bánh lèo không có gió. Nên vào trong đấy mình vào quán mình để ý rồi, bởi vì đấy là những cái người mà người ta trung niên ấy, người hay vào cái quán đấy mà hay lại người ta ăn sáng đúng không ạ? Đức vào trong đấy biết Đức làm gì không ạ? Đức moi điện thoại của ta moi điện thoại ra, và Đức biết Đức làm gì không ạ? Đức để chế độ máy bay và Đức alo cho một khách
đúng không ạ? Đủ chế độ máy bay, các bạn biết là gì không ạ? Thực ra bây giờ nó đi, thật ra mình không gọi cho ai, mình đang tư vấn cho cái quán ăn đấy ạ. Bởi vì mình ngoài được thời gian mình là để chế độ máy tư vấn ảo, nên là thật ra mình đang tư vấn khách hàng ở đây gần mình nữa. Bởi vì mình không quen, tức là giọng Bắc, tức là trong Nam mình tức không quen, không dám tư vấn trực tiếp với người ta. Đức phải dùng chiêu là tư vấn vào điện thoại, nhưng mà mình nói và cũng đầu bên kia cũng là một người lớn tuổi, thì cứ đả cô ấy, cái sản phẩm cháu giao cho cô như thế nào, chất lượng ra làm sao, mà cô thấy sức khỏe của cô có cải thiện không, và sản phẩm của bên cháu như thế nào thì cô có thể cho biết được. Mình cứ vâng vâng giả dạ như kiểu là mình tư vấn thật, đúng không ạ? Rồi. Rồi ok cả nhà, và xong được một lúc sau tư vấn khoảng 15 phút thì mình lại lấy cái lát ra. Mình lấy cái mình thích uống sô cô la mà mình lấy ra mình pha một cái lát uống, và mình để ý rồi, bởi vì trước mặt mình cũng có bình nước nhưng mình không lấy ở đây. Mình thấy ở gần chỗ đông người có cái bình nước lọc, mình ra đấy mình lấy xong mình lát ở đấy. Xong rồi mình ra qua chỗ bà chủ á, mình bảo chị ơi cho em xin bình đá để em uống. Mình không nói combo nữa, bởi vì combo nói người ta không biết đâu, chỉ là em uống cái sản phẩm để đang duy trì sức khỏe của em thì em xin bình đá. Thì chị cũng để ý nha, chị để ý lắm á, không biết uống cái gì mà cho bằng nước nước. Thường thường người ta hay pha nước sôi đúng không ạ? Nhưng mà trong khi đó mình chưa có pha nước nguội đâu. Lấy bà chủ để ý mình, và mình cũng lắc mày ở trước này, người lắc ở trước bà chủ này. Xong rồi ra mọi người mình vừa lấy ra trước đặt trước mặt mình hai hộp và mình vừa uống. Thì các bạn có biết chuyện gì xảy ra không ạ? 30 phút sau, từ 15 phút rồi, 15 phút sau có chị Lê, đúng là chị Lê làm ở bệnh viện Thánh Tâm, chị đến được hỏi và em cho chị hỏi cái này là cái gì vậy. Trong lòng mình bảo cá đã cắn câu rồi à. Xong sau đó mình tư vấn cho chị đấy thì làm ở bệnh viện, thì bà chị cũng làm hồ sinh đôi, nên là chị cũng hiểu về sức khỏe như thế nào, và sản phẩm mình tư vấn là sản phẩm về nguồn gốc từ đâu nha. Nên mình phải nói điện thoại ấy, mình tư vấn cho người giả vờ tư vấn đấy, các bạn phải nói lưu loát, phải hiểu về sản phẩm, không được nói vấp. Và các bạn nhớ tắt cho trước khi tư vấn, bạn thấy và điện thoại nhanh ấy là xảo, đúng không ạ? À? Nên là mình thấy là cái đây, hôm đấy là Đức là bán xong, chị tư vấn xong bán được hai hộp bột và một hộp viên cho chị, còn một hộp viên nữa với lại một hộp bột nữa chủ quán ra và chị dùng thử. Và bây giờ cái bộ combo của Đức nói thẳng ra là hàng tháng Đức bán được hai bộ ở đấy, và hàng tháng chị đạt. Nhưng mà có một cái rất là tiếc là hai bà chị đấy không có tuyển được, nhưng mà Đức vẫn tiếp tục gieo đến khi nào cái hạt đấy đầy mầm mới thôi ạ. Dạ, thì đấy là cái công việc của mình là rất tính nhân văn như vậy, và không có nhiều thời gian thì cái thời gian trên Đức mà lên 21 ấy thì không có bí quyết gì cả. Bí quyết chỉ có là nghe và làm theo lời bảo trợ, và cho mình một cơ hội, và mình phải dám làm tự tin vào chính bản thân mình. Tất cả các bạn ở đây có hàng ngàn hàng lý do rào cản, nhưng mà có một rào cản duy nhất các bạn không vượt qua được đâu. Các bạn có biết là rào cản gì không ạ? Chính bản thân mình. Chính xác. Các anh chị ở đây nói rất đúng. Không có ai không có lý do, không có ai không có rào cản. Nhưng rào cản lớn nhất chính là bản thân mình không dám vượt qua chính mình. Mình không tự cho mình một cơ hội. Thì thường anh Hải nói đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy chung thủy với cái nghèo đi, đúng không ạ? Mình không dám vượt lên, mình không dám thoát khỏi cái bản thân mình ra vỏ bọc, thì mình hãy chung thủy với cái nghèo. Và đừng có trách bố mẹ mình hay là mình sinh nhầm thời đại, không có chuyện đấy xảy ra đâu. Bởi vì Đức, bản thân Đức, giấc mơ của Đức đã ngủ quên mấy lâu nay, nhưng khi đến với OD, giấc mơ của Đức được sống lại, giấc mơ của Đức được thức tỉnh. Và bây giờ Đức phải cố gắng từng ngày làm sao có kết quả và nghe theo lời bảo trợ. Hôm lên Đức lên 21, hôm 23 tây Đức vẫn là 4.700. Các bạn tin không ạ? Đức 4.700. Mình chia sẻ chút xíu về cái cảm giác mình lên 21 nha. Đến hôm 24 được gặp giám đốc của mình, các bạn biết là ai không ạ? Chị Thu Trần. Biết chị nói câu gì không ạ? Chị nói một câu là anh ý bây giờ anh không làm được, chắc chắn anh không làm được. Nếu anh ý anh làm được, chắc chắn anh sẽ làm được. Và hình ảnh đăng khoa đây là một tấm gương sáng, là một người thành công.
tại sao anh không nhìn vào họ, tại sao không lấy động lực từ họ để anh thành công. Thế là từ hôm đấy mình suy nghĩ lại. Và sếp có đăng lên là hôm mùng 2 tay tiên chơi chức danh 21%, và hôm mùng 10 tay, từ đấy là chưa thay đổi được, hôm nay tuyên dương là mùng 10 tây là tuyên dương chức danh là 9-18, và mình đã 2 lần 3 lần vào tuyên dương vào ngày mùng 10 hoặc mùng 7 rồi, tại sao mình không tuyên dương vào ngày mùng 1 hoặc mùng 2? Và Đức cố gắng lấy động lực từ đấy, và Đức phải cố gắng làm bằng được, và cố gắng làm đến 25 tây là Đức chốt chức danh 18. Hôm đấy là Đức ra về 6.7 là 18%. Nhưng mà Đức cũng chỉ phải duy trì tháng này, duy trì trước anh 18 thôi để tháng sau lên lấy đà lên 21. Nhưng mà không, có một chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây. Đó là tiến giới mình, các bạn đang muốn phấn đấu và điểm mình cứ lên và đến hôm 28 tay ấy, là cái số điểm của mình là 7.6. Và đến hôm 29 tay, bắt đầu từ hôm 27 tay đến 30, Đức 3 đêm không ngủ. Đức 3 đêm không ngủ, Đức làm việc với từng người một và nghe theo lời bảo trợ cho bầu bảo trợ cố vấn 3 đêm không ngủ. Và đến hôm 30 về 8.700 baby mấy chục á, còn thiếu đúng 1.200, thiếu 9%. Đúng hôm 30 tháng 6 vừa rồi đấy. Thì đến hôm đấy, sáng hôm đấy thì có cầm cái hệ thống mình lên đợi xếp hình ảnh, bởi vì cả đêm mình không ngủ mà. 6 giờ sáng ăn sáng xong, 7 giờ đến 8 giờ ông mình bắt đầu lên công ty và cầm hệ thống, mình không biết là làm sao nữa, bởi vì còn 1.200 nữa. Bây giờ mình làm được một biết từ người một được, không còn chỗ nào lấy điểm nữa, nên là mình cầm hệ thống lên công ty và trình cho, lúc đầu là trình cho anh Minh Tân, bởi vì lúc đấy xếp mình chưa đến, mình là trên thứ 9 của hình ảnh, nên là lúc đấy là mình anh Minh Tân tư vấn cho mình. Và mình lại thấy ở bên kia bầu trời có một chút hy vọng, Đức lại tiếp tục hy vọng hôm nay sẽ về được 1.200, và hôm nay phải về 21, cho dù như thế nào phải về 21, chứ không còn một chút xíu nữa không thể về 18 được. Nên Đức lại tiếp tục cố gắng và hình ảnh đến tư vấn cho đâu vào đấy, và cuối cùng cho các bạn, các bạn là từ 6% mà từ ví dụ như người 3% người ta 400 BB đúng không ạ, lại cho người ta tư vấn cho người ta và người ta đi bán chút xíu nữa, xong rồi cho những người người ta tuyển được và lấy quà. Và tháng đấy các bạn biết tháng vừa rồi là cái chai nước hoa 799 đúng không ạ? Có những người từ hôm 27 lên mình tuyển được 20 người, các bạn biết là những người đấy không hề học khởi nghiệp, những người đấy không hề học hàng bài đào tạo, chỉ tư vấn đúng lấy chai nước hoa thôi. 10 người thì bao nhiêu ạ? 10 người có phải là 5, mỗi người 5 BB trở lên, 10 người có phải 50 điểm của anh 500 đúng không ạ? Nên là 20 người đó sẽ là đi 1.000 đúng không ạ? Nên chai nước hoa rất là tuyệt vời. Và mình cảm ơn cái quả tháng vừa rồi cũng là một quả đúng cho mình là 21. Và đến hôm 30 các bạn biết là mình làm đến mình đến 2 giờ chiều bảo trợ làm tất cả các hệ thống của mình là đã lên, còn thiếu đúng 2 bộ combo nữa, thì tuyến dưới của mình thêm một bộ còn thiếu 2.000 BB đó. Đức, bởi vì Đức lên Sài Gòn này chỉ vòn vẹn là có gần chục triệu thôi, chỉ sống trong vòng 2 tháng đấy, mà trong vòng 2 tháng không lên 21. Không biết là Đức sống bằng kiểu gì, nên trong tiền trong túi không có một đồng tiền nào, và Đức bán ở đây một bộ combo trong vòng 15 phút. Thì các bạn có biết bán cho ai không ạ? Ở xung quanh đây ạ? Bởi vì hôm đấy Đức còn một bộ combo duy nhất, đó là Đức về 21%. Đức 12 giờ trưa, Đức đi khắp quán cơm từ đằng sau cái học viện hàng không, bắt đầu đi dọc sang đến đường sát này, không có ai mua các bạn ạ. Nhưng mà mình bảo quay về công ty thôi, chắc là tháng này mình cho anh em ủng hộ, không ai ủng hộ thôi. Đức đành bỏ ra 2 triệu, đi vay lại trước bỏ ra 2 triệu để chút chức danh 21%, và mỗi hôm vẫn lấy lương thì giải lại. Nhưng mà đến cái quán nước ở ngay, cái quán nước ngay chân công ty mình á, thì vào đấy ngồi và tư vấn cho bà bán nước đấy, bán được một bộ combo, các bạn có tin không ạ? Nên Đức có một câu như này, muốn dành tặng cho các anh chị ở đây. Có những người mình nói lúc nãy kiểu cứ các bạn, nhưng mà thật ra ở đây có những người là người tuổi mình, là những tuổi mình. Và mình chỉ nói một câu là khách hàng để mình chốt 200 BB ấy, khách hàng nó không ở đâu xa, nó ở ngay cuộc sống chúng ta thường ngày. Mình không phải đi đâu xa cả, những cái người mình không có quan tâm ấy. Bởi vì thường thường là Đức hay ra đấy uống nước, mà nên là cũng hay tư vấn cho bà ấy.
là vì chồng cháu có dòng sức khỏe như thế này, nhưng mà hôm đấy và cũng rất là cảm ơn cô là cô đã ủng hộ cho con số chúng mình 21%. Và lời cuối cùng Đức con nói hôm nay ấy, thì thật ra là cái công việc này không có khó, chỉ cần mình áp dụng và làm theo theo lời bảo trợ và mình dám vượt qua chính bản thân mình thôi. Và có một động lực lớn nhất cho Đức chỉ làm ở đây, đó là bây giờ thời gian có thể đợi Đức thành công, nhưng ba mẹ Đức ở quê bây giờ đã xế chiều về và không còn thời gian để báo đáp cho ba mẹ nữa. Nên là tất cả những động lực đấy là kiến thức cho tối ngày hôm nay, và tất cả những bảo trợ mình, những người tuyệt vời và những cái đội nhóm của Đức luôn luôn ở bên Đức. Và Đức xin hết chia sẻ ở đây, xin cảm ơn mọi người.